했어요? 여자 동생 연연한 1번 산고 했어요. 그래서 휴가 있어서 베트남 왔어요. 아, 휴가에서 베트남에서 왔어요? 네. 아, 그래요. 여행 왔어요? 여행 아직 나요. 공부 공부해요? 일본어 공부하고 있어요? 수업 서서 하고 있어요. 오케이, 알겠어요. 자, 이제 시작합시다. 때, 찻. 대자 와 대자 không biết về tiền ra từ điển là vô육체적인, 피지컬, 몸의. 무제 적인 문이 대자. 대자 유봉 욕 왕 유봉 유봉 sách giúp barata Barada desire thế lực Himalada 이봉 희망 하다 비슷해요 desire 요구하다, 욕망하다, 요구하다, 욕망하다. 물리적 체력, thế là mô ly chút him à him him chị rồi Chế độ. mô ly chót con xem này mô ly chót Physical? 아니야. 그건 physics는 물리인데, physics에서 여기서 말하는 physics는 body, 몸을 얘기하는 거예요. 아, 늑봉 답체. 오. 늑봉 답체. 단체 운동. 단체 훈련. 집단 적 육만 헤타오. thể thao sports sports 늑봉 깐얀. 육만 게임 육만 게임. 피트니스 볼 깐얀. 개인 피트니스 목표. 개인 피트니스 운동 목표. 개인 운동 목표. 재현. thể hiện bù do chu tàng재현 보여주기. 퍼포먼스는 이거 연기. 연기 수행, 재현, 수행 육봉 랜룬, dục vọng rèn luyện훈련, mấy từ thì mình aspiration, 연습 하고 10분 6 훈련은 구 욕구, 연록 대륙, 중국 스포츠 체조 욕 짐나스틱 체조 제조 육봉 제조 가이티엔 스코에 건강 향상 목표 건강 육 vọng cải
thiện Yeah, không cần hướng sang mục tiêu. Em đốt tu thiên bế, tôi đốt tu thiên hành. này arasayo thể chất육체적인 몸에 dục vọng바라다, 희망하다, 욕망하다. thể lực힘, 체력. dục vọng tập thể단체 운동, 단체 훈련. thể thao스포츠. dục vọng cá nhân개인 운동 목표. thể hiện연기 수행. dục vọng rèn luyện훈련 욕구. thể dục dụng cụ체조. dục vọng cải thiện sức khỏe건강 향상 목표. 자, 도이 제 nè chất. giúp chê chóc kinh mâm e Du bong. barata himanhata yukmanhata Chế rốc. him chê rốc Dục vong tóc chế. tan chê un tung tan chê huân rion Thế tao. sbo chư Dục vong cá nhân. in kê un tung một bio Thể hiện. yong ki su hen Dục vong lân nhuận. hun rong yuk ku Thế chúc chúc cô chê chu chúc phòng cái trên sức khỏe còn căng hiang sam mục tiêu nè. Tiếng Việt읽어볼 거예요. này Cao mô tiếng Việt, tôi cao mô tiếng Việt. thể chất của anh ấy cực kỳ khỏe mạnh sau thời gian tập thể dục đều đặn Thể chất của anh ấy cực kỳ vội mẫn, sao tôi dán đẹp trẻ chút như đàn. Thế anh bởi thế thể chất của anh ấy, anh ơi cứ ế thể chất, từ thể chất chị rock him him thể chất sân. Cực kỳ khỏe mạnh khá đa còn khỏe. cạn hai ta Sau tôi gian tập chế giúp un chế tung chất chuyên chuyên đàn chuyên đàn. mê in un tung huê Yeah, càng cam test nghe rồi. Nè nè. Ok. Tốt. Cao hai tiếng bếp. soil dục vọng của cả gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham gia thể thao hàng ngày. Dục vọng của cả gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham gia thể thao hàng ngày. Nhà thiên an. Gia đình, gia đình의 희망, 욕망은, 욕봉은 유지해요. 한 sen 원성. hoa ban xích cương dung chi hàn lên cốt xương on ca trúc e dùng quan im người ta e in e sư bố chữ chăm do rừng tung hen cao hê chip ni ta 참가해서 강해져요. 날마다 체육 활동에 참가하면서 강해지고 있어요. 오케이. 녹가오바 딩벳. câu 3 tiếng Việt thể lực của cô ấy đã tăng lên đáng kể kể từ khi cô ấy bắt đầu tập thể dục hàng ngày Thì lúc qua cô ấy đã tăng lên đăng ký kê thúc kỳ cô bắt đầu tập thể chức hàng ngày. thêm Nhà thiên hắn. cứ nương thêm
Nhờ nên quay cứ nhờ nên cứ nho e him càng chạy được gần càng chạy e được s no you oh. tăng lên olla gasoyo tăng lên Tăng năng tăng kê s kê tu 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 kê bomoro to kê kê cho yo kê sao kê kê kô bát tàu shizak kê soyo chết hết rồi un tung hết sẽ sử chết tê hết tập thể rồi chú hằng nay hàng ngày every day đánh mà đã mình mấy vận động 시작해서 체력이 올라갔어요. haru 네, 녹, 어, 가오 봄 땡볕. cầu bóng tiếng Việt, dục vọng tập thể của đội bóng đã giúp họ đạt được thành tích cao trong giải đấu quốc gia. Bóng tập thể qua đội bóng đã giúp ồ đã tức tăng nhị cầu trong giải đấu quốc gia nhà tiếng Anh Cái trên không biết này em trả tôi im bùng e chip tăng chót dọn man y trong cúc tê hê e so nô bươn song chót cương co cu nương tê tô âm ni tê óc xâm nê ta Nè, giải đấu quốc gia, naraê, giải đấu bồi giải đấu không chí đấu thổ thổ no man thư đó nó mà thổ no chữ man ok, thế vậy, đó nó mà chữ thư thổ no ok, tố cao nam cao nam tiếng Việt man thư năm tiếng Việt thể dục dụng cụ mới tại phòng gym đã thu hút rất nhiều người tập luyện mới. thể dục dụng cụ mới tại phong trình là chú hút nhất những người tập luôn mồi mỗi xe chế độ gà tai phong chim đã Chi thu giúp hút quan cứ đeo từ đây rồi yu con yu e yu zero rất yu un đã chú chê mà nhỉ cho nun ra mà mừng nun zero un tung ca tư rưng cư ro tư rốt xâm nê đào tai phong chim là chê giúp quan thể dục dụng cụ thể dục quan này sẽ vận động trang bị ok thể dục dụng cụ một xe vận động trang bị dụng cụ tại phòng gym thể dục quan anh tại tại nên xe vận động trang bị네. 한번 읽어봐요. 독, 독. 네, thể chất của anh ấy cực kỳ khỏe mạnh sau thời gian tập thể dục đều đặn. Thể chất của anh ấy cực kỳ khỏe mạnh sau thời gian tập thể dục đều đặn. Cư e che rốc cưng trong kỳ chốt kim un tung hu e mê u can hoa tê ót xâm nì đà Hai hai dục vọng của cả gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham gia thể thao hàng ngày. Đức Ca chốt vốn của cả e. gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham gia thể thao hàng ngày. Ca chốc trong che giúp man ưng mê in uốn tung ưng thung hệ con căng han san mun du chi ha nương có em ni ta Né.
Và Thể lực của cô ấy đã tăng lên đáng kể kể từ khi cô ấy bắt đầu tập thể dục hàng ngày. Cự nho e chưa che rok kun ve in tôi un tung un si chak han i hu e sang tang hi jun ka hết sâm nê ta. ok bốn Dục vọng tập thể của đội bóng đã giúp họ đạt được thành tích cao trong giải đấu quốc gia. lúc vùng tập trời qua rồi vùng đã chấp ồ đất tức tăng tích cầu trong trà đạo quốc gia. Team E, Chitan, Yukman, Eun, Kuturi, Kukka, Tehua, Eso, Nobun, Sangwarun, Iruto, Rock, Tô Watsonita. Nè. Năm. Năm, thể dục dụng cụ mới tại phòng gym đã thu hút rất nhiều người tập luyện mới. Chê giúp quan E, Thể C, dục Tung, dụng cụ Trang Bi Nương, một Mạn Nương, Sero, Un, Un. Un un tung cha tương tư rún cư ro từ rót xem nè à tiếng Hàn in cố hồi xe nội tiếng Việt người 그의 체력은 정기적인 운동 후에 매우 강화되었습니다. ta. Cứ chế rót cơn trong khi chóc kinh un tung huê mê u càng hoa thì awesome này ta. Thể chất của anh ấy cực kỳ khỏe mạnh sau thời gian tập thể dục đều Thế đặn. chắc qua ăn ơi là Phải mạnh. đang mang mang sau khi thể dục Sau thời gian tập thể dục đều đặn.정기적인 뭐예요? 정기적인 Kinh thì cho kinh cực kỳ khỏe mạnh. Cực kỳ khỏe mạnh. Thì khỏe mạnh sau tôi trả Cực kỳ tập khỏe mạnh. chơi chú à chú tàn chú tàn Ừ? chú tàn trong khi chơi game Đều đặn chú tàn trong khi chơi đều game đặn nè gia đình toàn thể mong muốn mỗi vận động을 통해 건강한 삶을 유지하는 것입니다. ca chấp trong chế e giúp man ơn mẹ in ôn tung ơn thung hê con căng han san mun dù chi ha nâng có im nề ta. Dục vọng của cả gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham Chú gia con thể thao. của gia đình là cố duy trì Duy trì sức một lối khỏe sống lành mạnh thông sức qua khỏe việc tham gia thể thao hàng ngày. hàng ngày Hàng ngày này. chơi chúc khăm hàng ngày Hàng ngày mê ính haru haru. nè hàng ngày hàng ngày Ừ. 그녀의 체력은 매일 운동을 시작한 이후에 상당히 증가했습니다. 그 녀의 체력은 매일 운동을 시작한 이후에 상당히 증가했습니다. Thể lực của cô ấy đã tăng lên đáng kể kể từ khi bắt đầu tập thể dục hàng ngày. Chơi lúc cô ấy tên tên tăng leo Tăng lên tăng lại đáng kể. sau một chế운동 là chế dục bắt đầu mỗi chế dục team의 집단 욕망은 그들이 국가대회에서 높은 성과를 이루도록 보았습니다. Thì chip tăng giúp mang ương từ từ ri cúc ca tê hê e so nộp bươn song qua rừng y ru tô rút ô tô quá xâm nê ta. Nè, dù cũng tên là team giúp mà Dục vọng tập thể của đội bóng đã giúp họ đạt được thành tích cao trong giải đấu quốc gia. tăng chi quốc gia Này. độc phân cao
xong qua vậy, xong qua. xong quá. Em đọc lại không? À, đọc câu số 5 mà thầy. Xong qua. Chê giúp quăng e xe un tung chăn bi nương mà nương xe rượu un un tông cha từ rừng Tôi đã gừ rõ xin từ à, ó xem đi đã ta. xin người ta à, dù cô mối thu hút nhôi nhôi chế đúc à. Thể dục dụng cụ mới tại phòng gym đã thu hút rất nhiều người tập Ok. luyện mới. Hangugo yegi ro heboseyo. Này, Hangugo. cứ e chê rốc cơn chàng kỳ chóc kinh ôn tung huê mêu càng hoa tê awesome này ta. Nè, Ờ, hai. ca chốc chong chê e giúp man ơn mẹ in un tung ơn tung hề con căng han san ma mươn dù chi hà nương có in người ta. Nè. Sam sam bon Con nè. cứ nhau e che rốc cơn mẹ in un tung ơn si chắc han y hu e sang tăng hi chương ca hết sơ mê ta. Nè. Sam Sao? bon thi mê chịp tan giúp man ơn cứ tự ri ở quốc ca tê huê e so nộp vươn sang qua rừng y ru tô róc tê tô quá xâm này ta. Nè. Ô bôn chê giúp quăng e xê un tung chan bi nương mà nương xê un xê rô un tung cha tư rừng cư ro tương róc xâm này ta. Ok. Có quá Ok. chọn màn ở rau vô Bữa 내가 생뱃 얘기할 거예요. tiếng제 biển chút qua qua ấy măng măng mè sau ký chế chúc tân tân đều chân đẹp đều đẹp chú sức khỏe tân của chú cô đang tân cực kỳ khỏe mạnh chú sau thời tân gian tập thể dục đều đặn. chú vong của gia đình duy trì sức khỏe cuộc sống sức khỏe ô chế dục hàng ngày Dục vọng của cả gia đình là duy trì một lối sống lành mạnh thông qua việc tham gia thể thao hàng ngày. chế rút cô ấy tên tan tên rất tên tên sau khi chế mô bắt tao môi chế dục Thế lực của cô ấy đã tăng lên đáng kể từ khi cô ấy bắt đầu tập thể dục hàng ngày. Si chắc han Kimi ta nhóm y mạng hu chú sang vong tan hi chân ca hết sức người ta. chú vong Câu số là chú dục vọng tập cậu thể của đội bóng đã giúp họ đạt được thành tích cao trong giải ồ học dân. ra căn quốc gia Này thì mê chip tan giúp mạnh ơn ồ thì vâng à chú vong à chế dục chú cú mối trên chế dục phong phong chế dục tu hút nhối nhu nhối chê giúp quan e xe un tung chan bi nướng mà nướng xe rô un tung cha tự rừng cư rô từ rossum nê ta. Thể dục nè dụng cụ mới tại phòng gym đã thu hút rất nhiều người tập luyện mới. nè
Theo heo audio gì? sale. 안녕 어떻게 지내? 어떤 짐승이 안녕 잠 지내고 있어 방금 운동해서 돌아왔어 좋네. 오늘 운동으로 뭐 했어? 유산소 운동은 조금 하고 그런 다음 근력 운동은 했어 집중적으로 들린다. 너는 어떻게 꾸준히 운동할 동기를 유지해? 집중적으로 달린 아 너는 어떻게 꾸준히 운동한 동기를 유지해? 네. 다음도 얘기해줘요. 네. 저 같은 운동 친구가 있는 것도 또 의미 되고 게다가 좋은 땀 흘린 후에 항상 기분이 좋아요. 네, 짜오, 까꼬꼬에 홍. Chào, tớ rất tốt. Vừa mới trải về với buổi tập thể dục của mình. Được rồi, hôm nay cậu làm gì trong bài tập bài? Bạn đã tập radio một chút và sau làm việc với các bài tập năng tăng cường khác. Nghe cô bé căng tăng tải cao làm sao để duy trì độc lực để tập chế giúp trung soạn. Bạn vâng bạn có thể tập được tập luyện như cậu thắc mắc sẽ giúp ít nhiều ngoài ra sau mỗi buổi tập tác mồ hôi thì tôi luôn nhớ đến thấy rất tốt Nè, tiếng Việt 한번 봐요. Chào, 네. 안녕. 까오, 너는 코코에 콩, 건강 하니? 자오, 그래, 안녕. 또 카톡 아주 좋아. 무아 또한 모이 줘. 왜 모이 새롭게 줘. 왜또 모이 답 제주 과민 체육 아침에 서 운동해 맞아요? 또 아침부터 운동해요. 과이 네. 아 아침은 아니구나. 과이 아또 보이 좋아요. 온라인 오늘은 너가 깔람지 형아, 뭐에 답지 봐요. 무슨 운동했어? 또 다, 카디오 운동했어. 뭐쯧 약간, 카디오 운동했어. 그리고, 사우도 람백, 거의 각 바이탑 땅, 올렸어요. 꼭, 성만, 강해져요. 꼭, 뭐예요? 꿍속만 뭐예요? 왜, 어디 있어요? 응? 땡백 어디? 꿍속만 아, có sức mạnh, hiểm mạnh thì sao힘 올렸었어요. 에너지 좋아요. 요? 니코베 강땅다이 그거 깡땅따이 한 것처럼 들려. 깡땅따이 뭐예요? 스트레스 받았어요. 깡땅따이. 까울람싸오데 주지. 까울 그거는 유지해줘요. 동력 답체죽 중수한. 중수한 뭐예요? 중수한. 중수한
thường Bèo. xuyên ta Bé. chung Trung soạn. cha chu À, chà chu. À, chà yu. Ulo naso. Động lực 힘을 더 유지하기 위해서 유지할 수 있어요. 방 그래요. 꼬반 답변 너가 연습해요. 누가우 짝짠세 아주 좋아요. 세접 익뉴 도움이 돼요. 게다가 오일라 싸움의 보이답 뭐 허이탓 뭐 허이탓 뭐 연습한 후에 또 루언 항상 깜따이 자톱 아주 좋은 느낌이 있어요. 아 이번에는 탱벳 얘기해 보세요. 딴 리뷰 할 거예요. 한국어 리뷰 해 보세요. 응? 단어의 야? 한국어 리뷰 해봐요. 한국어를 베트남어로 해석해봐요. 지북. 너 ca chân ổn tung chinh cu ca ít nên có tô tô아니야, mi아니야, 아니야. 처음부터. cho mùa tháng 안녕부터. 안녕 Tokke Chine, xin chào bạn khỏe không? Annyeong, chan chi ne ko iso, vâng tôi khỏe. Ban cơm un tung về so, tôi ra wat so. Hiện tại thì tôi đang đến để tập thể dục. Ok. Chone, thất bại. Onerun un tung euro, mua hết so. Hôm nay thì tập thể dục gì? Dù san so un tung un chu cum ha cô gron ta cun rock un tung un hết so dù tập hiện tại tập vận động một xíu bởi vì ta cun rock thế được sau thì ôn tông đã vận động chip chóc cư rô từ linh ta tập trung để luyện tập nó nên o tóc kê cu tròn hi ôn tông hàn tự tung kỳ rương dù chi hết bạn thì cụ chung như thế nào cun chung về vận để tiến hành mà duy trì sức khỏe Nè. nó ca chân ổn tung chinh cu ca ít nương có tô 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 âm mi tê cô kê ta ca chỗ ơn tam hực linh hữu ê hàng sang kỳ bù ni chỗ a sò Nè, tiếng Việt. tiếng Việt nãy tiếng Việt là cùng tập thì vâng cùng tập với bạn cùng tập thể dục với bạn thì nó tô âm trở nên là thích và phấn khởi tâm trạng trở nên tốt Ok,오케이. 3분 남았어요. 8분. 이거 한국말로 같이 해봐요. 야오 네. 까오고 고해 건강해. 안녕.
tàn xin nương chăn chi hết sợ yếu. À, 나잘 지내. 또 나는 나는 체육 활동을 하고 있어. 새롭게. 안녕 잔지 내고 있어 방금 운동해서 돌아왔어. 아, 쪼베 돌아왔다. 바모이 쪼베. 쪼베 돌아왔다. 쪼베 뚜. 그래, 좋아. 봄나의 까오람지 좀 보이 답해. 무슨 운동했어? Tuyệt vời. Johnny, ổn ổn tông euro mua hết số.네. 아, 또 다다 가디오 모추 바사우도 람백 보이 각바이 탭 땅과 속만 약간 카디오 심폐 기능 훈련을 했어. 그러니까 각바이 탭 연습을 해서 건강해진 느낌이 있어. 내 고백 깡땅 나이 cậu làm sao để duy trì động lực để tập thể dục thường xuyên? Nó ca chân bốn tung chinh cu ca ít nương có tô tổ âm mê tự mi tê cô kê tạc ca chỗ ưng bam thực linh huệ hàng sang kỳ bùn ni chỗ a so. OK. 아, 1분 남았어요. 오늘 여기까지 해요. 수고했어요. 네. 담배 잘 담배. 쉬어요. 네. 나도 오늘 피곤해요. 인유 아 홉시 또어 공부하고 있어요. 아, 담배. 네, 담배 타요. 네.